Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách ghi ra được một cái đĩa audio CD để nghe trên những cái đầu máy của các bạn á ngay trong Windows các bạn luôn mà không cần cài bất cứ phần mềm nào khác và hỗ trợ hết. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng làm theo mình nha. Đầu tiên để ghi được cái đĩa này á, các bạn cần có một cái đĩa trắng ha, cái đĩa trắng đĩa CD á, loại 700MB thôi là được rồi. Các bạn cho vào cái ổ đĩa ghi của các bạn. Thì ở đây mình có một cái đĩa CD có dung lượng là 700MB, mình đã cho vào cái ổ đĩa ghi của mình rồi. Và bây giờ mình chỉ việc là mình tiến hành mình ghi đĩa thôi. Thì hôm nay mình sẽ ghi một cái đĩa audio CD là một cái đĩa cây nhạc có tiếng không phải có hình ha. Thì mình sẽ đầu tiên mình lên mạng, mình kiếm một cái bài hát về trước. Ví dụ như mình là uh, lên Google này. Mình uh, download một cái bài nhạc mà mình muốn ghi về. Chẳng hạn ví dụ như mình uh, download cái bài nhạc có tựa đề là Một đời người một rừng cây, một đời người. Một đời người một rừng cây ha. Và cái bài này là một cái bài uh, uh, nhạc beat, có nghĩa là nhạc không có uh, lời. Nó chỉ có cái tiếng nhạc không thôi. Và chúng ta sẽ dùng để chúng ta hát. Rồi mình đã search ra. Thì ở đây nó có rất là nhiều. ha nó Có rất là nhiều. Thì mình sẽ chọn cái nguồn của nó là. Ở nhà, ở nhà của tôi này. Mở đã thử rồi Rồi. Mình có thể là mình bấm nghe thử trước ha. Thì sau khi mà đã xem nó đúng là cái bài hát này rồi á mình sẽ tiến hành là mình uh, download cái bài nhạc này về ha đây mình ấn vào tải nhạc nè rồi mình uh, download nhạc 128 ta rồi sau đó mình uh, chọn cái chỗ lưu ha chọn chỗ lưu chẳng hạn mình lưu desktop đi rồi mình ấn c lại và ấn download rồi sau khi download xong đó, mình sẽ mở ra mình coi thử đó, xem đúng là bài nhạc này chưa rồi sau đó mình sẽ sửa lại một số cái tiêu đề ở đây để cho nó không có bị dài dòng quá ha các bạn nên đổi cái tiêu đề các bạn nên đổi cái tiêu đề lại nha các bạn nha để nó không bị dài quá nó không bị lằng ngoằng quá rồi enter ok bây giờ khi mà mình đã có được cái bài hát rồi đó mình sẽ tiến hành là mình ghi cái bài hát này lên cái đĩa thành một cái đĩa audio cd để ghi một cái đĩa audio cd mà không cần có phần mềm hỗ trợ đó các bạn sẽ làm như sau nhé các bạn à, hãy mở cái bài hát này lên các bạn click đúp vào để mở bài hát lên đây các bạn sẽ click đúp vào để các bạn mở bài hát lên thì chúng ta sẽ có cái giao diện nó sẽ mở cái bài hát này ra bằng cái phần mềm mà Windows Media Player. Thì cái phần mềm Windows Media Player này á nó có mặt trên hầu hết tất cả các phiên bản Windows từ Windows XP trở lên ha. Rồi. Sau khi mà nó đã lên được cái giao diện như thế này rồi đó. Sau khi mà lên được cái giao diện như thế này rồi. Các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này này. Bấm vào chỗ này nhá. Đó, để nó trở về. Các bạn chờ một chút xíu bấm vào đây để cho nó trở về cái giao diện của giao diện chính của Windows Media Player. thì sau khi mà nó ra được cái giao diện thế này rồi đó, các bạn sẽ qua cái mục mà bên ở đây nè bên ở đây nhá. đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái đĩa CD trắng mà các bạn đã cho vào đĩa nằm đây rồi, ha. và các bạn sẽ nhấm vào nhấn vào cái nút mà import ở đây nè import ở đây. đấy, thì nó sẽ nằm cái bài hát ngay chỗ này cho các bạn nha nằm vào bài hát ngay chỗ này cho các bạn nếu như các bạn à, không muốn làm cách này á, các bạn có thể là mở cái phần mềm này lên trước mở phần mềm lên trước các bạn sẽ mở phần mềm này lên à, nút start nút start và các bạn tìm đến cái phần mềm có tên là Windows Media Player đấy thì nó cũng sẽ mở ra cái phần mềm cho các bạn đây, các bạn nhìn đây này Windows Media Player và các bạn cũng qua cái mục là bên À, bên thì ở chỗ này bây giờ nó chưa có gì hết nó chưa có gì hết thì các bạn có thể là vào lại cái thư mục vào đây này vào lại cái chỗ mà lúc mà các bạn download cái bài hát ha các bạn download cái bài hát ở đây các bạn cầm cái bài hát này các bạn kéo vào thì các bạn nhìn đây này nó nó nói chúng ta là kéo cái bài hát vào đây thì mình sẽ cầm vào đây mình lôi vào đây đó thì nó sẽ có bài hát ở đây này bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghi cái bài hát này lên đĩa ha thì các bạn đầu tiên các bạn ghi các bạn bấm vào đây này. Đây nha các bạn, bấm chuột phải ở đây, các bạn chọn cho mình là cái mục tool và à advanced à, option nha, option. vẫn vào vấn vào đây. Sau đó các bạn vào cái mục burn đây này, này. Đó, các bạn sẽ chọn cái chế độ ghi ha, burn speed này. Các bạn chọn chế độ ghi ở đây. Là mình sẽ ghi ở chế độ là medium thôi, là bình thường thôi ha. Đừng có ghi nhanh quá. Mặc định thì phần mềm đang để là ghi nhanh hết cỡ. Ghi nhanh hết cỡ ha. Nhưng mà chúng ta chỉ chọn là medium thôi. Rồi Sau khi chọn xong rồi đó Chúng ta sẽ nhấn Apply Ok Rồi Việc còn lại bây giờ Các bạn sẽ nhấn vào nút Start Burn ở đây Start Burn đây nhé Đó Thì các bạn nhìn đây này Phần mềm nó sẽ tiến hành Là nó ghi cái bài hát trên đĩa ông ta đó, Nó đang ghi nè Burn 0% này Đó Nó tiến hành nó ghi rồi chúng ta sẽ chờ cho đến khi mà phần mềm nó ghi xong Thì sau khi mà ghi xong đó cái khay đĩa chúng ta nó sẽ tự động nó bật ra ngoài, ha, nó tự động nó bật ra ngoài và chúng ta sẽ kiểm tra lại đĩa và kết thúc quá trình cái đĩa ha. Rồi chờ chút xíu nha các bạn nhé. thì ở đây mình làm demo cho các bạn xem cho nên mình chỉ ghi một bài thôi, các bạn có thể ghi được nhiều bài. thì thường thường cái đĩa audio cd á các bạn có thể ghi được cao nhất là khoảng 15 bài ha 15 bài 15 đến 16 bài tùy theo dung lượng nhưng mà thường thường chỉ ghi khoảng 15 đến 16 bài thôi các bạn nhé đó thì các bạn vừa nghe cái tiếng lọc sọc đó là cái ổ đĩa nó bật ra ngoài nó đã ghi xong rồi bây giờ mình sẽ cho cái đĩa vào lại để kiểm tra xem là nó đã ghi ok chưa nha đó thì khi mà mình cho cái đĩa vào thì các bạn nhìn đây này nó tự động nó đọc cái đĩa cd liền này nó có vài một đời người một rừng cây ở đây đó thì bây giờ các bạn nhìn này ở cái thư mục mà hình cái đĩa này có nghĩa là ổ đĩa của mình đây mình cho các bạn xem trong my computer ổ đĩa của mình là ổ đĩa y đó sau khi mà ghi xong nó sẽ nhận đây là audio cd đó, bấm vào cho các bạn xem nhé nó sẽ có một bài thì cái bài hát này bây giờ nó sẽ không còn cái tên nữa mà nó sẽ đổi là thành track một track một các bạn nhé đó và các bạn là nhìn bên cái phần mềm mà Windows Media Player này nó cũng nhận ở đây cái ổ đĩa y và có một bài hát ở trong này là một đời người một rừng cây trong này đó bây giờ mình sẽ bấm nghe thử xem nó có chạy được không nha Đó vậy là đã chạy ok rồi ha đó thì cái cách ghi đĩa nó chỉ đơn giản như vậy thôi thì bây giờ việc còn lại chúng ta chỉ lấy cái đĩa này ra và chúng ta cho vào cái đầu đĩa CD của chúng ta, cái đầu đĩa mà chúng ta hay dùng để nghe nhạc à, à, gia đình á. Ta lại chúng ta nghe thôi là ok rồi. Ok thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây ha. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi cái video này của mình. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hữu ích á, các bạn hãy nhấn chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem với nha, cũng như là nhấn vào nút like và subscribe để ủng hộ cho mình và để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình ha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nhé. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì à, thời gian vừa qua khi mà chia sẻ cho các bạn về cái cách à, giúp cho các bạn có thể tự cài đặt máy tính, sửa chữa máy tính tại nhà đó. Thì mình có nhận được một số cái comment cũng như là inbox của một số bạn gửi cho mình là các bạn nói à, các bạn không có cái đĩa card window cũng như là cái đĩa lần boot để giúp cho các bạn có thể à, tự cứu hộ máy tính ở nhà Thì à, thực chất ra